trọng kính mời 500 anh em về tham gia Gamestone. Nghe nhạc đoán tên bài hát của chị kính đấu vui ngày hôm nay. Chị nhắc trước là video ngày hôm nay sẽ rất công bằng để tìm ra quán quân chùm top top mùa 1 năm nay đó nha. Nên là anh em nhớ cẩn thận, thắt dây an toàn và đừng quên like video trước khi bắt đầu nhé. Câu 1, đây là bài hát nào? Thương em khi mùa thu, thương em sang mùa hè, thương em băng qua mùa đông, cười gió xuân ôm em vào lòng. Thương em bao mùa mưa, thầm thương luôn bao mùa nắng. Thương yêu em không đổi thay, giờ mãi em tin tôi hao gầy. Em xinh như đóa hướng dương, đưa mặt trời trong anh tình giấc. Hương thơm hoa đã đơm bông, làm trái tim đôi ta rực hồng. Tơi, nghe quá quen rồi còn gì nữa. Là bài Bốn mùa thương em, chị kính nghe 7749 lần vẫn thấy cuốn luôn á. Thương em khi mùa thu, thương em sang mùa hè, thương em băng qua mùa đông, cười gió xuân ôm em vào lòng. Thương em bao mùa mưa, thầm thương luôn bao mùa nắng. Thương yêu em không đổi thay, giờ mãi anh tin tôi hao gầy. Em xinh như đóa hướng dương, đưa mặt trời trong anh tình giấc. Hương thơm hoa đã đơm bông, làm trái tim đôi ta rực hồng. Câu 2, không nghe lời chỉ nghe nhạc, bạn có biết bài này không? Cơn gió đung đưa khẽ mắt chim bao em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng hồi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, từ ngàn ánh nắng chiếu xuống quê sắc đượm tình em. Câu 3, đu trend với nghe nhạc này đã lâu nhưng mà bạn có biết tên bài này không nhỉ? Quấn mới lại. Cơ mà có ai biết tên bài hát không nhỉ? Bình luận đi cho chị kính biết với nào. Câu 4, nào nào, xem ai là chủ nhân của bài hát này nhé. Một nốt nhạc đầu tiên thôi đã biết ngay là bài gì rồi. Còn ai chưa biết đây là ca khúc Making My Way cực cháy, cực ngầu, cực English của sếp Tùng MTP không nhỉ? Không biết thì nghe lẹ đi nha. Chị kính
chỉ có một từ thôi, gió. Tính ra nghe bài này cũng được gần một tháng nay rồi đó. Là xanh ngát trời xuân, đâu biết ngày đông kéo đến mơ chờ. Yêu mấy rồi này cũng hóa tàn phai. Gió mang hương về giờ em. Cuốn nhưng mà lâu rồi nên chắc nhiều bạn không nhớ nổi đâu. Cái trí nhớ đỉnh cao này của fan chị Kính luôn. Câu 8 lại là một bài hát trên nữa nè. Không bé ơi, chị Kính có fan rồi. Hè này kiếm ngay cho mình một chiếc ghế xịn sò để đu trên này cho bằng anh em đi chứ nhở. Lên nhạc đi nào, chị edit ơi. Câu 11, nghe nhiều đến mòn cả tai nhưng chưa chắc bạn đã biết tên bài hát này đâu. Trong đêm miên man từng dòng thư em trao anh, với những dấu hiệu trao về anh mà thôi. Anh cũng trong mong cuộc tình ta luôn mê say, vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Đã bạn nào nghe nhạc thôi mà đã quẩy như đang đu trên không vậy? Haha, ai chưa biết thì lấy giấy bút mà ghi vào đây này. Là bài Mong Một Ngày Anh Nhớ Đến Em. Lại ngay nếu bạn không cần giấy bút để ghi nhé. Anh cũng trong mong cuộc tình ta luôn mê say, vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời mình không đổi thay. Chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây em xa tầm tay, trôi giặt về phương trời nào. Riêng mình anh giờ đây để lối mãi mong chờ em người ơi. Câu 12, đây là bài gì nhở? Hết nhỉ?
với Trắng hát nhưng không phải là bài Hóa Cưới đâu, mà là bài Pháo Hồng cơ. Rồi không biết đây là nhạc buồn hay là nhạc vui nữa, nhưng mà được cái choáy anh em nhỉ. Em trong cả thế giới anh bắt anh chỉ say người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười anh đã lòng, ngày mai em lấy chồng. Rồi sẽ hóa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi. Câu 14, ai còn nhớ bài này không? Buông bàn tay để cho mết tất cả thứ đam mê buồn. Bao buồn ba cuộc đời của em. Em đã cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên. Tiền đâu vẫn chừng ngày em đi. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn tương lai. Chùm top top luôn rồi đấy, báo quá báo luôn. Bên trên tầng lầu không remix mà đã cực choi thế này rồi. Remix xong thì đúng là lên nóc nhà luôn á. Buông bàn tay để cho mết tất cả thứ đam mê buồn. Bao buồn ba cuộc đời của em đã cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên. Tiền đường vẫn chừng ngày em đi. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn tương lai. Còn nhớ không? Thì đây là bài Tình Ca Ngọt Ngào đó. Còn ai nhớ thì like video đi nào. Câu 16. Nè nè, bài này hay lắm đó nha. Hơi phí đó nha. Câu 17, nghe giai điệu này bạn đã đoán ra tên bài hát gì chưa? Để đưa ra những bản remix cực réo cực ngầu như ở video trên lầu nhé. Liền tay nha. Nhớ like video và đăng ký kênh nữa thì mới được nhận quà từ chị Kính Đố Vui đó. Mấy yêu à.